Thưa quý vị, thông tin từ Sở Y tế Tây Ninh, trong ngày 12 tháng 5, Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu đã hoàn tất thủ tục cách ly và cho xuất viện đối với 5 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được cách ly điều trị tại đây. Theo đó, các bệnh nhân được xuất viện gồm bệnh nhân 2625 tên Lý Thị L, sinh năm 1972, ngụ tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, ngày bắt đầu cách ly điều trị 3 tháng 4 năm 2021. Bệnh nhân 2644 tên Nguyễn Thanh S, sinh năm 1993, ngụ tại Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ngày bắt đầu cách ly điều trị 6 tháng 4 năm 2021. Bệnh nhân 2645 tên Đặng Thị Ngọc N, sinh năm 2004, ngụ tại Vang Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, ngày bắt đầu cách ly điều trị 6 tháng 4 năm 2021. Bệnh nhân 2647 tên Nguyễn Thị T, sinh năm 1996, ngụ tại xã Vũ Tây, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, ngày bắt đầu cách ly điều trị 6 tháng 4 năm 2021. Bệnh nhân 2648 tên Nguyễn Hải V, sinh năm 1995, ngụ tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội, ngày bắt đầu cách ly điều trị 6 tháng 4 năm 2021. Trong quá trình cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, các bệnh nhân khỏe và có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp 3 lần âm tính. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Y tế, sau khi điều trị, các bệnh nhân được tiếp tục cách ly thêm 21 ngày nữa tại Trung tâm Y tế Bến Cầu dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Trong 21 ngày cách ly, các bệnh nhân được xét nghiệm thêm 3 lần có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 ngày 27 tháng 4, ngày 3 tháng 5 và ngày 9 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị, sau khi hoàn tất cách ly thêm 21 ngày, ngày 12 tháng 5, các bệnh nhân được xuất viện và trở về địa phương. Như vậy, đến nay, Tây Ninh đã điều trị thành công cho 32 trong tổng số 38 trường hợp mắc COVID-19 ghi nhận tại tỉnh.